Bên này đây là những cái cây combo khác của nhà em Thảo, em sẽ quay nhá. Combo này thì em sẽ đặt theo combo bởi vì nhà em có rất nhiều hàng khác nữa nên là em quay nhanh nhé, không để tránh trường hợp là chúng ta đợi lâu quá. Đây là combo phát tài của nhà em Thảo này. Đó, combo này bình thường là mua là phải 700 nghìn đấy ạ. Gồm có 700 nghìn là 10 cây đúng không ạ? Hôm nay em chỉ bán với giá 300 nghìn được 10 cây này. Giá rẻ chưa bao giờ có luôn nha. Em quay cho cả nhà xem luôn này. Đó, và em sẽ để mặt bông cho cả nhà xem bên cạnh luôn nhá. Đầu tiên là 5 cái trắng hải dương. Đo cho cả nhà xem luôn nha. Đây này, 6 cm này, cả nhìn thấy không? 6 cm này. Đó, 5 cái trắng hải dương rồi. Tiếp theo là hòn hèo Nha Trang, cây cũng là 5 đến 6 cm. Tiếp theo là phi điệp cánh bầu Hòa Bình. Đấy, lá của nó cũng bầu luôn rồi đây này. Đó, cánh bầu Hòa Bình rồi. Tiếp theo là 5 cái trắng lâm sung. Đó, cái dòng hoa rất là đẹp đúng không ạ? Đây là hàng gieo hạt nha cả nhà nhá. Đều là cây năm 2 hết đấy. Tiếp theo là 5 cái trắng Nha Trang. Rồi 5 cái trắng Nha Trang đây. Cây lá của nó đẹp lắm. Tiếp theo là cây gì đây? Đó là cây hồng xòe. Đó. Cây hồng xòe là hàng gieo hạt nha. Tiếp theo là cây 5 cánh trắng mắt nai. Đó, anh chị em đã nhìn thấy xinh chưa? Hân xanh này. Tiếp theo là 5 cánh trắng hiển oanh. Đó. Và thứ 9 là cây phi điệp 5 cánh trắng Phú Thọ. Cây cao khoảng 5 đến 6 cm. Thứ 10 là cây 5 cánh trắng mắt rước này. Đó, cái combo này em bán giá rất là mềm, giao lưu với cả nhà nha. Đó, combo này 10 loại này em Thảo bán. Bình thường những cây này là mua vào 70.000 nhá, nhưng mà hôm nay em bán combo này chỉ có 300.000 thôi. Đây gọi là combo phát tài nhá. Đó, combo phát tài này rất là đẹp luôn. Đó, cây xinh lắm. Đó, những cây khác này. Kiếm phan trí gieo hạt được rất nhiều anh chị em yêu mến đúng không ạ? Với mặt bông mẹ như anh chị em có thể nhìn ở trên màn hình ở đây ạ. Rất là xinh đúng không nào? Đây cây của nó này. Đó. Này. Cây rất là đẹp. Lá của nó hơi sần sần nữa, rất là xinh. Mỗi một chậu của nó khoảng tầm 2 cho đến 3 tép, cũng có cây là 3 4 tép nhưng mà chủ yếu là 2 3 tép thôi. Đây này, cây xinh lắm. Đây này, đó, về rất là nhiều luôn. Đó. Và cái đợt tháng năm ngoái đấy ạ, em Thảo có bán những cái chậu bé tí như thế là khoảng tầm như anh chị em nhìn trên màn hình này đấy ạ, là với giá là 180 đúng không ạ? Đó, cây bé tẹo luôn. Và ngày hôm nay những cái cây bự to như này thì em Thảo bán với giá rất là mềm ạ, 220.000 một chậu. Mua 2 chậu em Thảo bán 400 nhá anh chị em nhá. Đó, cây rất là xinh. Nói chung là cây cái dòng lá của nó đẹp lắm. Đây này. Đó. Kiếm phan trí gieo hạt. Đây là 10 giống cây phi điệp được rất nhiều anh chị em yêu mến, em sẽ quay và giới thiệu cả nhà. Đầu tiên là nù tam bố này. Đây, cây nù tam bố, cây cao khoảng tầm 5 cm. Và bên này là thác bay này. Đó, thác bay cây của nó đây, em bán 70.000. Và bên này đây là bệt easo này, em Thảo bán 70.000. Và bên này đây là sơn điện cánh mai này. Đó, cây sơn điện cánh mai cũng cao khoảng tầm 5 cm. Và bên này đây, bên này là cây ma bó này. Đó, 70.000. Và qua bên này đây là cây nù 68 này. Nù 68 cây của nó đây cả nhà nhìn này. Đó. Em Thảo bán cây này là 70.000. Cây cao khoảng tầm 5 cm. Thân lá rất đẹp nhá. Và bên này đây là những cái cây núi chúa của nhà em này. Đó. Cây núi chúa, phi điệp núi chúa. Cây cũng là tầm 5 cm. Và bên này đây là dạ hạc đắc lây này. Đó, em bán 70.000 này. Và bên cạnh này đây là lộc bắc này. Đó. Cây lộc bắc này em bán 70.000. Tiếp theo cuối cùng là cây di linh xuân này. Đó. Đây này em đo cho cả nhà này. Đó. Và tất nhiên là sẽ có chậu hai thân nhá, nhưng mà em cứ quay chậu một thân cho cả nhà. Anh chị em nào em sẽ lựa xen lẫn lại với nhau. Đây này cũng có những cái chậu như kiểu là cây đắc lây hai thân rất đẹp này. Đây này, cả nhà nhìn này. Cây rất đẹp luôn đó. Đấy. Nhưng nói chung là nó sẽ em sẽ quay những cái loại tầm tầm thôi, em sẽ chọn cho cả nhà xen lẫn những cái cây đẹp là hai thân đấy ạ. Đó. Combo này là combo số 3. Bình thường nếu mà chúng ta mua 10 cây như này sẽ là 700 nghìn đúng không ạ? Hôm nay em bán giá cực kỳ là mềm luôn cho anh chị em siêu tầm là 300 nghìn một combo gồm có 10 cây như này. Đấy, loạt như này luôn. 5 cm, em cũng vừa mới đo cho cả nhà xem đó. Đó, đây. Đó, em sẽ nói cho một lần nữa cả nhà xem nhé. Đầu tiên đó chính là phi điệp easo này. Thứ hai, phi điệp thác bay, em sẽ cho cả nhà xem mặt bông bên cạnh luôn. Thứ ba, phi điệp nù tam bố. Thứ tư, phi điệp sơn điền cánh mai. Thứ năm, phi điệp ma bó. Thứ sáu, phi điệp nù 68.
Thứ bảy, phi điệp núi Chúa. Thứ tám, giả hạc Đắc Lây. Thứ chín, phi điệp Lộc Bắc. Thứ 10 là di Linh Xuân. À, có cây nhá, cả nhà các bạn nhìn thấy này. Đây, cây này. Có rất là nhiều cây là cây năm 2 nhá. Đó, chủ yếu là cây năm 2 nên là cái độ thích nghi môi trường của nó sẽ rất là cao. Đó, em thấy cố gắng lựa cho cả nhà những cái hàng đẹp nhất, còn những cái hàng xấu. Te tua như này chẳng hạn thì em Thảo sẽ bán thanh lý 20.000 một cây. Đấy, hôm nay có 150 cây thanh lý thì em bán hết rồi. Còn những cái cây tươi tỉnh rất đẹp như này thôi, anh chị em nào yêu mến thì chúng ta có thể sưu tầm nhá. Combo 3, 300.000. Đấy, xinh lắm. Cây rất là tươi tỉnh, dễ thương này. Đó, 10 cây luôn đó. Đây là ở ngoài sân này. Đó, cả nhà các bạn nhìn thấy những cái giống cây phi điệp của em. Hồng xòe. Đó. Đây là cây năm 2 nhé cả nhà nhá. Ở bên ngoài này là cây năm 2 nên là cái độ thích nghi môi trường của nó sẽ cao hơn này. Mặt bông thì như cả nhà đang nhìn trên màn hình này đây nhá. Phi điệp hồng xòe, hàng gieo hạt 75k. Phi điệp năm cái trắng hải dương 75.000, hàng gieo hạt cũng là cây năm 2 nhá. Ba cậy của nó cao khoảng tầm từ 4 cho đến 5 cm cả nhà nhá. Đó, năm cái trắng hải dương. Phi điệp cánh bầu hòa bình 75.000, đấy ạ, cây của nó cao khoảng 4 đến 5 cm, có cây nó cao hơn một tí. Đó. Tầm 5 cm, đó. Em bán 75.000. Hàng gieo hạt. Năm cánh trắng Nha Trang 75.000, đây cũng là cây. Đây, cây của nó cũng là cây năm 2 này, từ 1 đến 2 thân này. Mặt bông đẹp lắm. Đâu. Còn đây năm cánh trắng Lâm Sung. Năm cánh trắng Lâm Sung cũng hàng năm 2, cây đang mọc thân tơ này. Đó, em Thảo bán là 75.000. Tiếp theo năm cánh trắng Chumoray. Đó, hay gọi là năm cánh trắng Chumoja đúng không ạ? Đó, rất là đẹp nhá. Cây này cũng là cây năm 2 này. Đó. Mọi người hay trêu nhau gọi là năm cánh trắng Chumoja. Đó, 75.000, cũng là cây năm 2 này. Còn đây là Ám Phú Thọ 75.000, cũng là cây năm 2 nha cả nhà nhá. Khoảng tầm 4 đến 5 cm, hàng gieo hạt. Năm cánh ám hòa bình, đó, cũng là cây năm 2 này. Đó, em cũng bán 75.000, mặt bông như cả nhà đang nhìn trên màn hình này đây. Phi điệp gái nhảy 75.000, cũng là cây năm 2 nha cả nhà nhá. Cây khoảng tầm 3 cho đến 4 cm, 4 cm, 5 cm thôi ạ. Đó. Tại vì là cây này nhá cả nhà nhá, nó đang mọc những cái thân tơ đấy nên là nó cũng chưa cao lắm đâu, nhưng mà cây nó sẽ khỏe lắm. Nó thích nghi môi trường rất là cao. Tiếp theo phi điệp châu Như này. Đó, cây của nó cũng là cây năm 2. Ở đây là nó là cái thân mẹ của nó, thân năm nhất của nó này. 75.000. Và em Thảo sẽ chia ra làm combo nhá. Combo này em gọi là combo may mắn. Gồm có hồng xòe, năm cái trắng hải dương, phi điệp cánh bầu hòa bình, phi điệp năm cánh trắng Nha Trang, 1 đến 2 thân, 1 thân thôi. Năm cái trắng Lâm Sung. Đó, combo này em Thảo bán, nếu mà mua theo combo là 250.000 một chợ. Một combo nhé, là combo may mắn này, 250 này. Tiếp theo đây là một combo em đặt tên là combo hạnh phúc. Đầu tiên gồm có châu Như. Tiếp theo ạ, gáy nhảy. Là cây năm 2 rồi nha. Ám Phú Thọ. Năm cái trắng Chumoja. Đấy, Chumoray. Năm cánh ám hòa bình. Đây là combo hạnh phúc em Thảo bán với giá là 250. Đó, đây cả nhà nhìn này. Đó, đây là ở ngoài sân nhá. Có hòn hèo. Phi điệp năm cánh trắng mắt xước 75.000. Gồm có hai thân này. Phi điệp năm cánh trắng mắt nai một thân 65.000. Phi điệp năm cánh trắng Phú Thọ 1 đến 2 thân. Phi điệp hồng mẫu hậu 75.000, gồm có 2 thân. Phi điệp mắt đỏ hòa bình 1 đến 2 thân. Phi điệp hồng mẫu hồng mỹ nhân này. Đó. Phi điệp bảo 75.000 cũng gồm có là 2 thân. Phi điệp năm cánh trắng hiển oanh. Dạ, 1 đến 2 thân. Và ra thì em Thảo có rất nhiều hàng nên là em sẽ quay em bán combo nhé cả nhà nhá. Dạ. Mỗi một combo em Thảo bán với giá là 300.000, gồm có là 5 cây. Dạ, 5 cây nhá. Combo số 1 gồm có là phi điệp hòn hèo người đẹp Nha Trang đúng không ạ? Là một trong những dòng hoa rất là nổi tiếng ở Nha Trang. Với mặt bông mẹ cả nhà các bạn nhìn trên màn hình ở đây chính là mặt bông mẹ của hòn hèo này. Và phi điệp năm cánh trắng Phú Thọ là một trong những cái dòng hoa năm cánh trắng có mặt bông mẹ cực kỳ là xuất sắc đúng không ạ? Mỗi một chậu của nó gồm từ 1 đến 2 thân, cây cao khoảng từ 3 cho đến 5 cm nhá cả nhà nhá.
Tiếp theo cây phi điệp năm cánh trắng hiển oanh, viết tắt là HO đúng không ạ? Là một trong những cái dòng hoa ở Hòa Bình, năm cánh trắng Hòa Bình rất là xinh đúng không ạ? Đây ạ, mỗi một thân của nó thân xanh khoảng từ 1 đến 2 thân, cây cao khoảng từ 3 cho đến 5 cm. Phi điệp năm cánh trắng mắt xước, đây một cái dòng hoa với mặt bông mẹ cực kỳ là đẹp đúng không ạ? Đây cả nhà các bạn nhìn thấy trên màn hình, đây chính là phi điệp năm cánh trắng mắt xước. Đây là hàng gieo hạt có mặt bông mẹ cực kỳ là đẹp. Phi điệp năm cánh trắng mắt nai thì là một thân đúng không ạ? Đó là combo số 1 gồm có 5 loại như vậy. Mặt bông cả nhà các bạn nhìn trên màn hình ở đây chính là tổng thể 5 loại là mặt 5 mặt bông như thế nhá. Em bán với giá là 300.000 một combo. Tiếp theo, combo số 2. Combo số 2 gồm có hồng mỹ nhân, gồm có 2 thân cao từ 3 đến 5 cm. Với mặt bông mẹ cả nhà các bạn nhìn ở trên màn hình ở đây chính là mặt bông của hồng mỹ nhân này. Tiếp theo đây là phi điệp hồng yên thủy, hàng gieo hạt với mặt bông mẹ cũng cả nhà các bạn nhìn ở trên màn hình ở đây. Đúng không? Mỗi một chậu của nó khoảng từ 1 đến 2 thân đúng không ạ? Rất là xinh. Cây bảo bảo, phi điệp bảo bảo này. Đó, phi điệp bảo bảo với mặt bông mẹ cũng rất là đẹp nữa. Cả nhà các bạn nhìn trên màn hình này đây. Phi điệp mắt đỏ Hòa Bình. Mắt đỏ Hòa Bình thì thân của nó là đỏ là phải rồi. Đó, với mặt bông, cái mắt đỏ Hòa Bình này khi mà cái dòng hoa này mà với cái mặt bông mẹ của nó đây là chỉ cần một giọt sương hoặc là một giọt nước vào thôi là cái mắt của nó nhoe ra. Đấy, giống như là khóc đúng không ạ? Khóc ra máu là rất là thảm thương đúng không ạ? Hồng mẫu hậu. Đây, phi điệp hồng mẫu hậu này. Với mặt bông mẹ cả nhà các bạn nhìn thấy chính là mặt bông mẹ của hồng mẫu hồng. Đó. 60.000 một cây. Gồm có phi điệp hòn hèo này, phi điệp năm cái trắng phú thọ, phi điệp năm cái trắng hiển oanh hay gọi là HO đấy ạ. Và phi điệp năm cái trắng mắt xước và phi điệp năm cái mắt nai, combo 1 em thảo bán 300.000. Rất là đẹp. Đây là combo số 2 này. Đó, 300.000. Hồng mỹ nhân, hồng yên thủy, phi điệp bảo bảo, phi điệp mắt đỏ Hòa Bình và hồng mẫu hậu đúng không ạ? Em vừa mới quay. Ngày hôm nay nhà em Thảo có những chậu cây phi điệp năm cái trắng lâm sung hàng gieo hạt được rất nhiều anh chị em yêu mến. Và hiện tại thì cây nó đang mọc thân tơ này, cả nhà con nhìn thấy đây là cây 52 nhá. Còn cây này đang trong quá trình rụng lá chuẩn bị đón bông rồi đấy ạ. Đó, chuẩn bị cho bông bói rồi cả nhà nhá. Đó, mỗi một chậu của nó gồm từ 1 đến 2 thân tơ và một cái thân già như thế này đây. Đó. Cây của nó thì không quá là cao đâu nhá. Riêng thân già thì nó cao khoảng tầm 20 25 cm, còn thân tơ thì nó cao khoảng tầm từ 8 cho đến 12 cm. Đó. Bình thường những chậu này em Thảo bán với giá là 250 đã. Hôm nay em Thảo bán trên quý khách hàng với giá chỉ có là 200.000. Anh chị em nào mua hai chậu em Thảo bán là 180 nhé cả nhà nhé. Đó, hai chậu là 360. Anh chị em nào yêu mến thì chúng ta có thể là sưu tầm ạ. Phi điệp năm cái trắng phú thọ được rất nhiều anh chị em yêu mến và muốn sưu tầm. Và đây là hàng gieo hạt với dòng thân xanh sạch này. Đó, anh chị em có nhìn thấy và mặt bông mẹ của nó đây, em cho cả nhà xem luôn đấy ạ. Đây là dòng cây 52 nên là cái độ thích nghi môi trường của nó sẽ cũng rất là cao đấy ạ. Đấy, nói chung là cái dòng này chơi thân, chơi lá thì cực kỳ là đã luôn ạ. Còn chơi hoa thì chúng ta tùy duyên đúng không nào. Cây của nó cao khoảng tầm từ 15 cho đến 25cm này, từ 1 đến 2 thân. Nếu mà lấy 2 thân thì nó thấp hơn một chút. Nhưng mà không có nhiều 2 thân đâu nhá. Đó, cây này, đó, xinh lắm. Em Thảo bán bình thường, những chậu này em Thảo bán 250 đấy ạ. Hôm nay duy nhất em Thảo chỉ bán với giá là 180.000, mua hai chậu lá 350 nhá cả nhà nhá. Đấy, xinh chưa? Đấy, chơi thân chơi lá cực kỳ là đã luôn mà chỉ có trăm. Hoa lan thiên nga là cái dòng hoa lan tượng trưng cho tình yêu và được rất nhiều anh chị em yêu mến hiện nay đúng không ạ? Và với đặc tính là rất là dễ trồng và rất là siêng hoa, hoa của nó rất là thơm nữa đấy. Đó, nhà em Thảo có 4 màu, em Thảo sẽ đo cho cả nhà xem đây. Đó, cây rất là đẹp này, đây là cây 52 nhá. Đấy. Em Thảo có 4 màu là màu nâu sô cô la, màu nâu này, màu đỏ, màu xanh và màu đỏ đốm này. Đây là màu nâu nhá cả nhà nhá. Màu đỏ này. Đấy. Đấy, màu xanh. Và những cái chậu này bình thường em Thảo bán với giá từ 150 cho đến 200 đấy ạ. Hôm nay duy nhất em Thảo chỉ bán 100.000 một chậu. Đó, nếu mà anh chị em mua combo 4 màu hoa này thì em Thảo bán là 320 là 320.000, đó, tính ra chỉ có 80.000 một chậu thôi nhá. Cây rất là dễ thương, hàng để gây giống cho anh chị em yêu mến đây ạ. Đó, 4 màu đây cả nhà đang nhìn. Phi điệp á mắt đỏ ngày hôm nay nhà em Thảo vừa mới về này. Đó, cây thì anh chị em nhìn thấy rất là đẹp đúng không ạ? Hiện tại thì cây đang trong quá trình rụng lá chuẩn bị cho bông rồi. Đó, và ở trong lô thì tự nhiên lại có một cây, cả nhà nhìn thấy gọn xinh chưa? Đó này, cái đôi mắt đỏ này, cái mũi này rất là xinh này và cái cánh ám nhá cả nhà nhá. Đó, xinh lắm này. Đó. Tại vì cái hoa này nó héo rồi nên là không để nhìn thấy cái độ bay của nó này, cái cánh của nó rất là bay này. Đó. Phi điệp ám mắt đỏ này em Thảo bán với giá là 190.000 một chậu, mua hai chậu em Thảo bán 350 nhá cả nhà nhá. Đó.
Đây này, có cây đang rụng lá và nó sẽ mọc thân tơ nhá. Đó, cây xinh lắm. Cái dòng này chơi thân chơi lá cũng rất là đẹp đấy. Cả đạt nhìn thấy lá của nó giống như lá nhựa luôn.